Hi anh em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với Shadow của Shadowset. Nà. Ô, tướng mình đâu? Đác tí em, đác tí. Đúng mà lại ăn quy lẹ được. Ok, mong pha này lên 12 vàng phát luôn, mình yên tâm được. Bắt phải chơi rồi, có người bắt mình phải chơi game rồi. Bắt phải chơi game à, bắt phải chơi game à, cái gì đây? Thôi bảo 2AT nhé, chơi 2AT đâu. Còn này lấy tiền. Bạn chơi cũng bỏ game nhiều phết nhỉ. Lấy môn rat 2 bỏ đại melee đi nhỉ. Bỏ 2AT, giữ 2AT lại cho mình đánh chuỗi thằng 4 nhỉ. Thêm 2AT là thêm 1 mạng đấy em. 2AT này sẽ xấy được 1 mạng đấy. 2 rồi này. Nhưng bỏ 2AT là 20 vàng luôn, vừa tròn. Bây giờ nhá, nếu mà thắng thì mình sẽ bán hai con này. Thua mình bán 2AT. Thế nhá. Thua là phủ du mà. Anh em ơi, anh em ạ. Ok, mới cho mình cái thương thế này gì. Thì anh em biết mình phải đánh gì rồi đấy. Thắng mình bán hai này nhá. Thắng mình bán hai con này, ừ đúng không? Chết con kia. Thế rồi, không chung phải thua anh em ơi. Úp, ôi không chịu đấm. Ôi ôi, con Fio, con tìm ngu. Ôi ôi, con Vi ngu. Mất hết cơ chiến thuật. Master of the secret martial art. Đây. Thôi mình bán này nhé. Cái thật đấy, mất cái chuỗi. Đó, đánh vậy thôi. Chơi rủi ro kiểu 3 tướng thì đánh phải vậy thôi. Anh em chơi chắc chắn hơn thì anh em có thể lên 4 tướng từ sớm. Thật ra chơi này cũng được, chơi này cũng có nhiều vàng mà. Tiếc ghê nhỉ. Mình thắng được đấy. Bởi con rat, mình xin được con rat, một con rat không chết không? Chờ xem đánh gì nhá em nhé, nguyên tố trợ thủ hay gì thì chờ không thì biết nhé. Cho cái này xin 3 luôn. Ngon ghê. Ôi xời. Thế đâu? Làm chuyện thế đâu? Thẻ tăng sao luôn. Ây da. Thế được anh em ơi, lấy trợ thủ này. Cái này chúng ta sẽ đánh trợ thủ được này. Hi voi. Hắn sườn voi đi. Không thèm chơi voi luôn anh em ơi, hết tiền. Không sao, hết tiền cũng được nhỉ, đúng không? Hết tiền cũng được anh em ơi, hết tiền cũng được. Ôi 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 ôi. Thôi lát tí. Chắc là không thua đâu. Thua được thì chịu đấy. Con này giữ chuỗi thắng ngon hơn anh em. Kéo chưa chắc đã thắng ở đâu nhưng mà theo lý thuyết là con này giữ chuỗi thắng tốt hơn con voi với con kia.
Tìm lý thôi. Chắc là mình có thể chơi thêm sớm được. Có thêm phát mình bập lên thêm 2 luôn. Cho nó vào bùm 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 bùm. Video đi. Chọn rát không? Chọn rát đi. Rát là một tí nữa pháp sư kẹp thêm được mấy cái linh tinh nữa. Trợ thủ rồi. Đây, đắc thế, đắc thế. Đắc thế này. Shall I compare thee to a summer's day? It's all I have left. Ông thua à? Bếp tin nhắn phát. Dạo này đang ôn thi các anh em ơi, rất là bận dịu, bận rộn. Nhiều việc lắm. Chơi game giải trí thôi mà cũng chả giải trí lắm, chơi game toàn căng thẳng đầu óc ạ. Thấy giải trí chỗ nào luôn. Ôi rồi bảo là chơi game giải trí đầu óc nhưng mà không thấy giải trí gì cả. Thì mình còn một môn nữa xong anh em ơi. Xong mình bắt đầu đi thực tập các thứ. Reflex. Muốn đi thực tập lắm rồi anh em ơi. Muốn đi thực tập lắm rồi mà chưa được đi thực tập đây. Trách thương nhé, muốn chơi trách thương đâu. Thương. Phát đấm một phát. Ok em ơi. Phát đấm hai phát. Ôi gần được. Con mình xin trước, xin đội 5.000 đam mỗi con thôi mà, có gì đâu, 5.000 con thôi mà, đúng 5.000 đam thôi mà. Ôi giời ơi. Bán thần nè, bán thần ngon hơn anh em ơi, trong này vào đây. Này cũng ngon, thôi cho bán thần này vào trước nhé. Thương phát này, trách thương phát nhá. Á, à, phá thủ, cho anh con phá thủ này vào. Ok, từ từ mình cách tin nhắn phát, đang có đề. Phải có đề mà là có đề năm cũ. Thua. Đại thua. Chơi game đại thua. Không sao nhá. Chúng ta sẽ gỡ lại những gì đã mất rồi. Oh man, voi ha. Một phát rôn, ok. Cần không? Voi, mình bán con diêu rồi. Còn con voi, con này bắt đầu yếu rồi này, con này bán được rồi này. Mình bán luôn đi. Oh man này. Cái này phải ném cho con lau cũng được đấy. Ôi, hai khe kết à? Cho con Bio hay cho con Rat này? Rat đấm mình nghĩ đấm một phát nó cũng chết được. Cho con Rat thì cho con đấm yên tâm. Auto chết. Ziu, cần lại con Ziu nhé. Xin lại con Ziu được không? Không có con Ziu rồi. Con voi vào đây đi, voi đừng tanh đi, tanh gốc này đi, SNK đứng đây đi. Một thương ở đứng đây à? Thương bắt đáy à? Đi xuống góc bên kia đúng không? Bắt con văn heo của mình đi cũng được. Bắt con Vio đi, mình cũng không thích con Vio, bắt con Vio đây. SNK đứng đây được rồi. Nhịp luôn đi. Trông xếp quả tướng, trông ghét không anh em? Nguyên tố à? Mình đánh nguyên tố nhở?
Trận này các bạn ấy đánh trợ thủ cũng nhiều nhiều hay sao ấy, hay là sao ấy, mà trận này đánh trợ thủ hóc tinh luôn, muốn đánh trợ thủ lắm. Thêm này, hai kết hai cái này, đổ đúng đổ cho thêm luôn mà, không muốn đánh nguyên tố luôn. Đánh nguyên tố thì sao nhỉ? Đánh nguyên tố thì có đánh cho thêm không? Đánh nguyên tố đánh thêm không nhỉ? 4 nguyên tố, 4 hắc ám, 1 thêm, 1 von cát à? Thế cứ nhiều lúc nó ra đồ nó rất là buồn cười. Không hề cố ý để ra nó đồ như thế này mà đồ nó cứ ra như thế. Cười. Chịu rồi em, đến cái này chịu rồi. Chắc là bỏ trợ thủ ấy nhở anh em nhở, hay là anh ý anh em sao ấy nhở, đến tập này không bỏ trợ thủ nữa thì bao giờ bỏ 4 nguyên tố rồi. Nhưng mình vẫn muốn chơi thêm, thế đánh nguyên tố kẹp thêm à? Được anh em ơi, làm trận nguyên tố thêm đi, bán thần bỏ nhá. Bán thần cũng ok đấy. Ok là đấy. Trận thủ cướp nhau quá nhỉ, tranh nhau quá nhỉ. Ôi trời, 9 con, 6 con voi, ôi, chứ chắc đã chơi được con voi này đâu anh em ơi. Chắc đây là con voi 2 mà chơi nguyên tố à. Bên này đi. Zeal bị bắt à? Cương bắt đáy bên kia mà. Đã thế cho nó bắt con Vio mình đi anh em. Bắt xử con Vio nhà ta đi. Đấy, bắt con Vio được thì bắt nhá, còn không bắt thì thôi. Bắt con Vio liền, đấy, chết con Vio đi anh em ơi, mình chết con Vio rồi đó. Lên cao ưu tiên, Vio ưu tiên một phát ngang, ok được. Rát đấm một phát nữa, ok được luôn. Mất cái trợ thủ bên kia, lo xin một phát nữa, ok được luôn. Mất cái trợ thủ, voi ưu tiên một phát. Đọc hết lệnh cho anh em tung chiêu rồi. Đồ chết con Flom. Vio ưu tiên phát, ok luôn. Azenka gánh à? Lo gánh Azenka tiếp nhá, theo nhé, bản thân. Theo bọc. Bán thần nhìn cũng quyến rũ nhỉ, hãy cho bán thần thôi. Trái này chứ nguyên tố này. Thần, voi, hên, con cát. Đúng 10 con, không thiếu gì. Thêm ngọc đại nữa, thiếu một ngọc đại nữa cho con rồng nữa. Hay thôi, chơi thêm nữa nhỉ. Tại bây giờ đồ này đang đẹp cho Narcos này, ba đồ cho Narcos luôn. Chơi nguyên tố được, chạy chơi nguyên tố được chắc. Chơi thương, thiếu một ngọc đại cho con rồng. Ồ, con đắc đây này, đắc đây rồi em ơi, nó đến rồi. Đây luôn em. Bán thần có muốn giữ lại không ta? Muốn chuyện bán thần không ta? Cần không? Một con lắc cụt nữa. Lắc cụt 2 đồ này, 3 đồ. Đó, thêm con rồng nữa là được. Em hãy bỏ con floor đi, thêm con rồng. Hai con nắp anh em. Anh em không còn tự, không còn trò gì khác mà chơi hả anh em? Anh em thực sự ấy, không còn tướng gì khác để anh em chơi à? Cái gì này? Nhà đánh à?
Nhà nhà ai ai cũng đánh à? Đi đi chim một con nhá. Không biết nói gì hơn. Cho anh Jill đi. Kích được pháp sư. Không có con voi. À không có con đấy. Có con... đi chạy này không dùng đâu. Quyết đi. Đi con rồng phát anh. Tấp voi về đi. Một con voi. Bán luôn. Voi cần. Voi hai thôi. À, chơi kiểu này. Cái con rồng. 6 con rồng anh em ơi, cố gắng kiếm một con rồng nhé, cố gắng một con rồng thôi được. Ra góc xuống công ty luôn. Hè kết nữa em ơi, phải giết mấy bạn này đi để mà lấy tướng về. Thì mấy bạn này liền để còn lấy tướng về nhá anh em nhá. Thên này còn bao nhiêu con? 9 con thên. Bây giờ mình muốn chơi thên lắm nhỉ. Hè kết vẫn muốn chơi thên. Ngọc đại pháp sư. Ma tộc à. Hai thương ngon hơn nhỉ. Hai thương ngon hơn. Hai thương ngon hơn. Đủ bộ, đủ bộ anh em ơi, đủ bộ. Lắc 3 con rồng 5 con, không cần kiếm đâu. Mình sẽ đi đừng. Không kịp pha thay con ấy anh em ơi. Lên 9 luôn nhá. Rồng này không kịp thổi rồi, nhiều sát thủ quá không kịp chạy chỗ anh em ơi. Cái này hơi lỗi. Không phải lỗi thật. Không phải lỗi giả vờ nữa mà là lỗi thật. Sao chơi. Chơi. Bây giờ Ngọc rồng gần Ngọc Đại. Rồng chắc đã thổi được. Thương rồng lắm, thì chắc em đã thổi được. Hai thương hai bên nữa. Chơi được anh em, chơi được. Chết được con giòn. Mà bế con giòn lên mà nó không chết luôn kìa. Trận này không ai không chơi hắc ám lại ngon. Này không chơi hắc ám lại ngon. Hắc ám tranh nhau á. Thế thì mình muốn chơi thêm nữa nhỉ. Con cắt một sách thánh à. Đi đó. Thế 1-1 làm gì? Bế con Yon không làm gì được này. Bế con... trên cam con cát à? Con này không? Con cát à? Đi được con cát không? À bế được Azenka à? Ừ được, bế Azenka này được. Qua ulti và phát. Ok luôn. Chỉ cần thế anh em không cần gì nhiều nữa. Chỉ đam mê được thế thôi. Dầm thường một phát không? Nói gì bây giờ? Nói từ gì bây giờ? Chắc phải buông được con rồng 2 anh em ơi. Không zone được con rồng. 7 con rồng không zone được. Hay là con cắt 2. Con cắt 2 không có đồ. Mỗi thanh kiếm. Con sách thánh. Thiếu một ngọc đại cho con Nakot nữa. Nakot cần thêm một ngọc đại nữa. Ừ.
con 4 con. Dùng 2 cũng để làm gì không? Hay đợt mình con thêm 2 nhỉ, thêm 2 Nacot. Nacot 2, nhưng mà Nacot 2 không cầm đồ tiếc nhỉ. Rồng chắc lên được. Úp rồng 2 giờ hơi phí. Truy hồn này, truy hồn này phải cho rồng rồi. Áp phục cho rồng. Thì phải rồng 2 em ạ, thế là phải rồng 2 rồi. Rồng 2 em ơi, rồng 2 nhá. Cần rồng mình thổi nó phát đẹp luôn. Sau kia đi. Bế được con Yon liền. Đúng con mình cần bế anh em ơi. Đúng con mình cần bế. Lily Lý cũng sắp được vào đấy, anh ta bạc tạm đi. Bế đúng con cần bế. Bạn này đi. Bạn này suýt đi. Tiếp thật à, và tàn sát anh em. Đi ly 2. Và những con bài lạ. Rồi Phần cát bay xuống không? Phần cát đứng lại. Phần cát bay xuống. Ok luôn anh em ơi, ok luôn. Chơi được thêm rồi nhưng mà trận này có cái kia cũng ok. Năng này cho con voi luôn nhỉ. Con cát nhảy một phát này. Anh ấy cao ghi được một phát là ngon. Cầm lặng nó, ok này. Cầm lặng nó đi. Oh mày quá, cầm lặng được nó rồi. Shut up. Silent. Silent nó liền. Một con đi. Bạn này cũng có 10 mấy bạn nữa đi rồi. Hai bạn đi. Hai thương hai bên. Yon. Yon. Chào Yon, 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 thủ. Con cát mình về góc này đi. Cát xuống bên này, con cát này chơi với con cát mình. Chơi được. Thủ, sát thủ. Ok, chơi được, chơi được. Mong là được. Mong là được. Đây này, chính xác góc này này, rồng thổi qua góc kia này. Đẹp luôn này. Ê, thổi tất cả những con mình cần thổi vậy luôn này. Bạn này đi, bạn này đi chắc luôn. Góc này dưới rồng thổi đẹp quá. Đi không cần 2 đâu. Đi rồng thổi quá đẹp. Bạn này cũng đi. Bây giờ còn hai bạn solo nhau thôi. Mình bạn chưa solo nhau anh em ơi. Chắc mình lên con cắt 2. Điểm con cắt 2 phát được rồi. Chắc cả 2 cũng được, thôi kệ tạm đi. Con cắt xuống chơi với mình này. Đi lu đúng không? Rồng này mình muốn con rồng này thổi lệch đi. Rồng này sẽ thổi lệch. Bắt buộc rồng này sẽ thổi lệch. Ok anh em. Voi đi khá sớm này. Con cát xuống đây chơi với con cát mình này. Con cát mình sẽ có giải khống chế của con voi. Nhảy, ok.
Đừng đừng lấy xiên, đừng lấy xiên. Ôi, vẫn xiên được. Tắc được rồi. Ơ, chưa thua, chưa thua. Còn nước còn tát. Slap me. Boy. Chưa thua không? Phải cho chi hồn thổi vào mặt cái con kia anh em ơi, phải cho chi hồn thổi vào mặt cái con von cắt này ngay. Không là giờ liền. Thế thì phải để tôi bên này anh em. Đối bên này còn thổi vào mặt con von cắt. Dư bên này. Phải được thổi vào mặt con von cắt. Phải là vào mặt con von cắt. Con cắt này ulti đi sớm hơn một tí được không nhỉ? Cà đi. Phải là thổi góc này luôn nhé, xong rồi đánh thử vào góc bên kia và giết con cắt. Giết con cắt sớm sớm tí, con cắt này có choi. Mình có voi. Mình có voi, con cắt có kia có choi. Chơi được nhé, lên xuống. Con cắt thêm sách thánh nữa là cân kèo đấy. Mình có thêm Lily nữa. Bên kia có Lily không? Làm gì có Lily. Pháp sư à? Kêu trời 6 pháp sư hay gì nhỉ? Thêm gì? À, không biết thêm gì thật anh em ơi. Thêm. Thêm một này chắc cũng không làm được gì đâu. Ôi góc đẹp này rồng ơi. Là con đứng lại tại ô vong cắt mình chết nữa rồi. Lily 2 nổ đi quá. Phát Linh Minh làm gì cứu được trận này không nhỉ? Con cắt chạy xuống à? Không phải con rồng đẩy sang bên góc cũng chạy sẽ được hai thương hai bên. Buồn quá. Nên không vậy thôi anh em ơi, phim mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn thích clip trên thì hãy cứ like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái góp ý bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.